Quý vị và các bạn thân mến, mình đang đi trên con đường từ Lê Văn Lương qua hầm chui sang đường Tố Hữu. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023. Bắt đầu là chuyển sang năm mới của lịch dương. Còn hơn 20 ngày nữa là chúng ta đón mùa xuân mới lịch âm. Chính vì vậy là hôm nay đi trên con đường Tố Hữu, mình muốn chia sẻ tới gửi tới các bạn những hình ảnh về con phố đầy hoa và cây cảnh trong cái dịp ngày sát Tết. Hàng năm, mọi năm và rất nhiều năm nay, năm nào cũng vậy, trên con phố này luôn là một nơi quy tụ những cái rất nhiều những cái cây cảnh để chơi Tết, như là hoa, các loại hoa và đào quất, rồi là bưởi, nói chung là tất cả những cây mẫu cây của các nơi quy tụ lại tại trên con phố này. Về quý vị và nhìn từ trên cao xuống thì hai bên đường luôn luôn là tràn ngập. Ở thời điểm này đã rất nhiều các loại mẫu cây, về loại đào quất và các loại cây hoa cảnh đang được quy tụ tại trên con phố, trên con đường Tố Hữu này. Vâng, ở video này thì mình muốn chia sẻ tất cả những cái gọi là tổng hợp quang cảnh về những cái con phố trong cái thời điểm giáp Tết được bày bán tại đây. Để quý vị và các bạn hãy cùng mình đi trải nghiệm cung đường này. Bắt đầu từ chỗ hầm chui mình vừa đi qua, hầm chui Lê Văn Lương và Tố Hữu, đến đoạn Vạn Phúc, Hà Đông, con đường ở Tố Hữu. Các bạn chặn gặp bên phía ven đường các loại cây hoa cảnh, đặc biệt là về đào quất. Đào như là các loại đào Nhật Tân, đào rừng, rồi các loại ở nơi các nơi đến, rồi là quất Tứ Liên, quất Hưng Yên được quy tập ở đây rất nhiều các mẫu mã. Khi mà các bạn ở gần khu vực này hay như cứ ở gọi là Hà Nội thì hầu như ai cũng biết đến. Vâng, đúng là trên đường Tố Hữu các bạn ạ. Các bạn thì cùng mình đi dọc theo con đường này đến khu vực chỗ Vạn Phúc, Hà Đông. Các bạn này ngắm từng cái loại, các loại cây hoa cảnh ở đây. Đây là một vườn đào, gọi là những cái gốc đào chậu hoa đã nở rực rỡ. Đấy, những cây này hoa nở quá nhiều rồi. Ở cái thời điểm này nói chung là về đào quất bắt đầu mới được trưng ra những con phố, rất nhiều con phố ở trên địa bàn Hà Nội, trong đó có con phố Tố Hữu này. Ở thời điểm này thì vẫn còn rất là sớm,
so với gọi là mọi người đi chơi về cây cảnh đào quất để chơi Tết thì vẫn còn rất là sớm. Mọi người có thể đi tham khảo cũng như là ngắm những cái mẫu cây năm nay, cũng tham khảo về cái giá cả. Vâng, đúng là con đường là Tố Hữu thôi. Ở thời điểm tràn ngập những cây cảnh, cây hoa, đặc biệt là đào quất. Đây, các quý vị các bạn thấy đi dọc đây thì ngắm rất nhiều loại. Ở thời điểm mới bắt đầu này thì còn rất nhiều những cây đẹp. Bao giờ những cây đẹp cũng được lựa chọn đầu tiên cho những ai mà muốn chơi sớm. Thường thường thì về cái mảng đào quất thì mọi người chơi sớm ở các công ty cơ quan đoàn thể, họ bao giờ phải mua sớm trước. Còn người dân thì thường thường nó phải sát Tết một chút nữa, khoảng ngoài 20 mọi người bắt đầu đi mua sắm về cái đào quất này để chơi Tết. Thế ngoài ra các bạn thấy là ở hai bên ven đường Tố Hữu này rất là nhiều cái vườn lan, lan hồ điệp rất nhiều ạ, rất nhiều các loại mẫu quất chum của Tứ Liên có mặt ở tại đường Tố Hữu. Khá là nhiều các loại mẫu các bạn ạ. Những cái gốc chum quất của Tứ Liên cực kỳ đẹp. Các bạn đến sớm thì tha hồ lựa chọn và ngắm những cái mẫu cây ở đây. Vâng, quý vị các bạn thân mến, là ở thời điểm này thì mình chia sẻ một video tổng hợp ở trên con đường Tố Hữu tràn ngập các loại mẫu cây hoa cảnh như đào quất và các loại mẫu cây khác để cây trong cái dịp giáp Tết này. Còn chi tiết quay từng các vườn đào quất thì mình sẽ gửi lên các bạn những video tiếp theo. Các bạn hãy đăng ký kênh cũng như bấm nút chuông để không bỏ lỡ những cái video mình chia sẻ về cái dịp cuối năm, về cái dịp Tết này rất là nhiều cái hấp dẫn. Đây, quý vị nhìn đi qua một cái vườn đào rừng đây, rất là nhiều luôn. Các loại cây từ đắt tiền đến rẻ tiền đều có mặt tại đây. Vâng, xuất dọc xuống giáp với cả khu vực Vạn Phúc Hà Đông là khu vực nhiều nhất của các thế hệ về đào quất như là hoa cây cảnh, một nơi là quy tụ rất nhiều nơi, nhiều cái điểm, các nơi của các địa bàn.
Đây quý vị các bạn thấy đi hết điểm điểm này là đến cuối đường Tú Hữu giáp danh với cả khu vực Vạn Phúc Hà Đông ấy rồi. Đây bên này một vườn bưởi, một cái chậu rất là to. Còn đặc biệt là về quay chi tiết từng vườn như nào thì mình sẽ chia sẻ ở video sau nhé. Đây là khu vực Vạn Phúc rồi, bên tay trái của mình đây là của bên chợ Vạn Phúc Hà Đông. Vâng, đây là những cái hình ảnh tổng thể của đường Tú Hữu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo.